Các bạn có thể nhìn thấy ở trên màn hình đây là trường hợp của một chị khách hàng, chị 40 tuổi, hơn 40 tuổi một chút, và chị này chị làm giáo viên. Một cái bên má, ví dụ một bên má của chị này thì có cả những cái nốt hori này, và trên nền nám mảng rất là nhiều, và có cả những cái nám ở sâu nữa. Cái này thì sẽ không nói rõ được ở trên cái hình ảnh như thế này, nhưng mà chỉ khi thăm khám trực tiếp thì phát hiện ra là vừa có nốt hori này, vừa có nám mảng này, và có một ít nám ở sâu nữa. Thì sau khi mà đã dặn dò những cái chăm sóc da và kê cái phác đồ chăm sóc đi kèm thì bác sĩ Ngọc cho dùng cái Triluma của Gaudema. Sau đó thì kết quả sau 3 tháng các bạn có thể nhìn này. Xin chào cả nhà, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Ngọc. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó là về một loại kem trị nám mà bác sĩ Ngọc cũng đã có nhắc đến rất là nhiều lần ở trong những video lần trước rồi, đó chính là Triluma. Và đâu đó trong quá trình tư vấn điều trị nám ở một nơi nào đó thì các chị em chắc cũng từng được nghe qua cái tên Triluma này rồi đúng không? Và ngày hôm nay bác sĩ Ngọc sẽ làm rõ cho các chị em qua hai phần nhé. Phần đầu tiên đó là Triluma là gì, và phần thứ hai đó là thực tế, review một cái ca thực tế điều trị bằng Triluma nhé. Và trước khi đi vào video ngày hôm nay của chúng ta thì bác sĩ Ngọc muốn mời các chị em hãy tham gia vào trong group Skincare khoa học cùng bác sĩ Ngọc này, và hãy like fanpage bác sĩ Nguyễn Ngọc nữa, không phải các chị em đâu mà các anh chị em nhé. Ở hai cộng đồng này thì có rất là nhiều các bạn hàng ngày chia sẻ và đặt câu hỏi rất là nhiều, chúng ta sẽ luôn luôn có câu trả lời. Ngoài ra thì còn có rất là nhiều những bài viết và video của bác sĩ Ngọc cũng đăng lên đây hàng ngày nữa. Và phần đầu tiên thì Triluma là gì? Thì ở trong những video lần trước bác sĩ Ngọc cũng có nói đến là điều trị nám ấy, nám đá, thì cái điều trị đầu tay số 1, lựa chọn số 1 nó là thuốc bôi chứ không phải là laser. Và có những thuốc bôi dạng công thức 1 thành phần này, 2 thành phần này và 3 thành phần này, thì Triluma là một sản phẩm có công thức 3 thành phần mà với những thành phần kết hợp với tỷ lệ rất là thuận lợi để có thể điều trị nám một cách hiệu quả. Và chúng ta sẽ cùng xem kỹ xem là thành phần của tiếp kem Triluma thần thánh này có những gì nhá. Đầu tiên đó là hydroquinone 4% với tác dụng là ức chế chuyển dopa thành melanin bằng cách là ức chế hoạt động của tyrosinase. Tiếp theo đó là tretinoin 0,05% với tác dụng ức chế hình thành sắc tố bằng qua 3 con đường. Đầu tiên là ức chế sự phiên mã tyrosinase này, thứ hai đó là hạn chế vận chuyển melanosome, đó là cái bào quan mà chứa melanin lên trên thượng bì, và thứ ba đó là bạt sừng để đưa sắc tố ra ngoài. Và một thành phần nữa cũng rất quan trọng đó là fluocinolone acetonide 0,01%, nó là một cái corticoid nhẹ. Phân loại theo Mỹ thì đây là thuộc nhóm 6 trong số 7 nhóm, và cái độ mạnh thì sẽ giảm dần từ nhóm 1 cho đến nhóm 7 các bạn nhé. Cho nên là nó được phép bôi trên mặt dưới hướng dẫn của bác sĩ, và nó sẽ có tác dụng là giảm viêm. Vì trong giám má thì như lần trước bác sĩ Ngọc cũng đã có phân tích là nó sẽ có vai trò của cái quá trình viêm, vì giám má thì nó được coi là cái tăng sắc tố sau viêm mà không rõ nguyên nhân thì được gọi là giám má. Vậy cho nên là cái vai trò của cái corticoid nhẹ đó nó cũng sẽ hỗ trợ trong cái cơ chế hình thành sắc tố giám má. Và ngoài ra thì bởi vì là như tretinoin và hydroquinone khi mà bôi với cái nồng độ như vậy thì nó đều có thể gây kích ứng, đỏ rát, bong tróc da, cho nên là cái corticoid nhẹ nhóm 6 đó ở trong thành phần của Triluma thì cũng sẽ giúp chúng ta giảm kích ứng hơn khi mà sử dụng kem Triluma này. Và ở trong Triluma thì kem này có 3 thành phần, trong đó 2 trong 3 thành phần là có tác dụng là ức chế hình thành sắc tố rồi, đó là hydroquinone và tretinoin. Ngoài ra thì tretinoin nó còn có một cái công dụng đó là ức chế vận chuyển sắc tố lên bên trên, tức là vừa ức chế hình thành rồi, sau đó là còn vừa ức chế vận chuyển sắc tố đi lên trên thượng bì nữa. Và thêm một cái nữa đó là nó còn tăng cường bạt sừng bong vẩy để đưa sắc tố ra bên ngoài, tức là nó đóng vai trò rất là nhiều trong những cái khâu mà hình thành sắc tố. Và Triluma này thì đã được sản xuất tại Mỹ của cùng thuộc nhãn hàng Gaudema cùng với cả Epiduo và Differin. Tuy nhiên là Epiduo và Differin là được sản xuất tại Pháp, bởi vì Gaudema thì nó có trụ sở ở rất là nhiều nơi, và Triluma là một sản phẩm rất tuyệt vời của Gaudema và được sản xuất tại Mỹ các bạn nhé. Và cho đến nay thì công thức 3 thành phần của Triluma của Gaudema là công thức duy nhất được FDA chứng nhận hiệu quả và an toàn trong quá trình điều trị nám má. Và bây giờ sẽ đi vào phần 2 đó là review một cái trường hợp thực tế điều trị với Triluma điều trị nám má nhé. Các bạn có thể nhìn thấy ở trên màn hình đây là trường hợp của một chị khách hàng, chị 40 tuổi, hơn 40 tuổi một chút, và chị này chị làm giáo viên. Một cái bên má, ví dụ một bên má của chị này thì có cả những cái nốt hori này, và trên nền nám mảng rất là nhiều, và có cả những cái nám ở sâu nữa. Cái này thì sẽ không nói rõ được ở trên cái hình ảnh như thế này, nhưng mà chỉ khi thăm khám trực tiếp thì phát hiện ra là vừa có nốt hori này, vừa có nám mảng này, và có một ít nám ở sâu nữa. Thì sau khi mà đã dặn dò những cái chăm sóc da và kê cái phác đồ chăm sóc đi kèm thì bác sĩ Ngọc cho dùng cái Triluma của Gaudema. Sau đó thì kết quả sau 3 tháng các bạn có thể nhìn này. Vẫn là cái góc mặt đó, vẫn là cái da đó. Tuy nhiên là sau 3 tháng thì những cái phần nám mảng nó đã mờ hết rồi. Phần nám mảng mờ hết rồi, chỉ còn lại cái phần bớt hori thôi này, hori thôi. Và những cái phần sắc tố còn ở lại sâu thì nó vẫn chưa không thể mờ được ngay. Thì đây là một cái trường hợp mà điều trị rất là thành công, và còn rất là nhiều trường hợp khác nữa. Và các bạn thấy là chị khách hàng đó điều trị rất là hiệu quả đúng không? Và điều trị tại nhà qua cái hướng dẫn và qua cái chăm sóc của bác sĩ Ngọc. Ban đầu bôi thì nó cũng sẽ có những cái phản ứng nhất định như là đỏ, rát và bong tróc và rất là khó chịu. Và qua cái dặn dò là phải chống nắng như thế nào này, phải che chắn như thế nào này, cách dùng sáng trưa tối, các cái skincare như thế nào, thì qua 3 tháng da chị đã đỡ rất là nhiều rồi. Cái quá trình về sau, cái quá trình chăm sóc và điều trị duy trì về sau thì nó sẽ còn dài nữa, bởi vì nám má thì nó liên quan đến nhiều yếu tố, cả nội tiết tố này, cả môi trường này. Và nám má thì vẫn luôn được khuyên là điều trị bằng kem bôi, đó là cái lựa chọn đầu tay rồi. Tiên chúng ta sẽ không phải là cứ bôi là được đâu, không phải cứ bôi ở nhà là được đâu. Và Triluma là một kem điều trị rất là hiệu quả, tuy nhiên nó là một dạng thuốc kê đơn. Và lần sau bác sĩ Ngọc sẽ chỉ ra những cái sai lầm, 5 cái sai lầm thường gặp khi mà dùng Triluma để chúng ta bắt buộc phải tránh để có thể điều trị nám một cách hiệu quả, an toàn và tiết kiệm hơn tại nhà nhé. Và video ngày hôm nay thì cũng chỉ ngắn gọn như vậy thôi, muốn giới thiệu đến các bạn một loại kem trị nám mà cực kỳ hiệu quả và đã được FDA chứng nhận an toàn và hiệu quả, và có thể là lựa chọn đầu tay trong điều trị nám má, đó là kem Triluma với 3 thành phần và có những cơ chế, đó là vừa ức chế hình thành sắc tố này, ức chế vận chuyển sắc tố lên bên trên thượng bì này và tăng đào thải tế bào chết để đưa sắc tố ra bên ngoài. Và cũng đã đưa cho các chị em một trường hợp mà điều trị rất là hiệu quả với Triluma trong vòng 3 tháng. Đương nhiên là cái phác đồ nó sẽ còn chi tiết từng tháng, nó không thể nói là cứ bôi 3 tháng đâu, không hề là như thế. Cho nên là lần sau bác sĩ Ngọc sẽ chỉ ra những cái sai lầm cần tránh khi mà dùng Triluma và những cái điều cần chú ý khi mà dùng Triluma để làm sao cho điều trị hiệu quả nhé. Và nếu thấy video ngày hôm nay hay và ý nghĩa thì hãy chia sẻ nó rộng rãi đến tất cả mọi người, và ấn đăng ký kênh YouTube của bác sĩ Ngọc này, ấn thêm vào hình quả chuông nữa để hàng ngày chúng ta sẽ có thể nhận được thêm nhiều thông báo hơn từ bác sĩ Ngọc. Và nếu các bạn muốn làm video về chủ đề gì, các bạn hãy comment xuống bên dưới nhé, bác sĩ Ngọc sẽ làm trong thời gian sớm nhất. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.